Nam Mô A Di Đà Phật. Con chào sư cô. Con là sinh viên khoa sư phạm tiếng Anh. Ồ, đâu rồi, chữ xấu quá. À, con nghe sư cô thuyết pháp rất nhiều trên YouTube, trên TikTok rồi nè. Con rất ái mộ và ngưỡng mộ sư cô, rất mong sau này sẽ đi tu giống như sư cô. Đó. Kính mong sư cô cho con một lời khuyên để giữ vững lập trường sau khi ra trường, để tiếp tục cái ước nguyện đi tu giống như sư cô. Con xin cảm ơn sư cô rất nhiều. Dạ, cảm ơn câu hỏi từ bạn nào đó. Cô không biết giới tính và độ tuổi, cho nên bây giờ cô trả lời trung lập. Nếu bạn là nam, đi tu liền luôn, chứ mai mốt sau này gì? Là con trai nó rất là tiện quý vị. Đức Phật cho tới 7 lần ra vô, rồi cạo cái đầu nó cũng mau mọc tóc nữa. Mắc gì không đi, lễ luôn, vô thỉnh thưa lạy thầy trụ trì liền, ngay hết thời khóa hội này. Và con là cái đứa hồi nãy đó, thầy con tốt nghiệp xong thầy cho con vô tập sự, rồi coi ngày lành tháng tốt cạo cái đầu giùm con. Con tu được một ngày, con tu được một tháng, tu được năm, thôi thấy vậy chứ vô không có thấm tương chào, không hợp, ra đời có sao không? Ít nhất mình có được một năm, mình trải nghiệm đời sống tâm linh, mình sống đời đạo đức, còn hơn biết bao nhiêu người một năm đó đi nhậu nhẹt tùm lum. Cho nên nếu là con trai đi tu liền hen, còn nếu là con gái thì phải có nhiều cái yếu tố để mà cân nhắc. Ví dụ mà đã có gia đình rồi, có em bé rồi, có con nhỏ rồi thì phải nuôi con, chứ không có bỏ con mà đi được. Thứ hai là nếu có gia đình rồi phải được sự cho phép của người chồng của mình, chứ mà đi tu cạo đầu rồi ông chồng ông tới ông kiếm ngoài cổng chùa hoài, sư bà phiền, không được. Cho nên là con gái là người nữ nó có rất là nhiều vấn đề. Nếu là người mẹ đang nuôi con nhỏ thì phải nuôi con. Thứ hai, nếu là người vợ đang có người chồng hợp pháp thì phải được sự đồng ý của người chồng của mình rồi mới đi tu. Thứ ba là phải chọn cái môi trường tu cho nó phù hợp với mình, phù hợp với lý tưởng, phù hợp với pháp học pháp hành của mình. Tại vì người nữ chỉ có đi tu được một lần, thọ giới một lần thôi. Người nữ có cái hạn chế như vậy, sư cô cũng là người nữ cho nên biết, cho nên là phải cẩn trọng và cân nhắc. Nhưng nhiều khi đi tu rồi nghe lại cái bài kinh khu rừng, sư cô đã giảng có bốn yếu tố như thế nào là một cái hội chúng tốt để mình tu tập. Thì bạn nghe lại bài kinh khu rừng, bài kinh tư lượng, đây là những cái bài kinh cung cấp cho mình cái dữ liệu để biết. Tiếp theo cho con hỏi, người thân của con làm nhân viên bán thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật và chăm sóc cây trồng trong nhiều năm liền. Vậy nghề của người đó có mang nghiệp sát sanh không cô? Có mang tội theo luật nhân quả gì không? Nếu có tội thì nên làm gì để giải nghiệp? Vì nghề đó là thu nhập chính của gia đình nên không có thể bỏ được. Mong sư cô dành chút thời gian trả lời giúp con. Kính cảm ơn sư cô, kính chúc sư cô thân tâm luôn an lạc. Cái này sư cô trả lời rất rất nhiều lần những câu hỏi na ná như vậy luôn á, mà quý Phật tử vẫn tiếp tục gửi về câu hỏi dạng này rất nhiều. Về cái vấn đề câu hỏi này, sư cô cũng đã tham khảo quý hòa thượng lớn rất là nhiều luôn. Và sư cô cũng vì những cái câu hỏi dạng như này, và cô đã giảng một cái bài giảng rất rõ ràng, đó là bài ngũ giới và hai bài thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là bao gồm 10 cái nghiệp lành đó, thì ngược với nó không giữ 10 cái nghiệp lành đó là 10 cái nghiệp ác đó. Và ngũ giới là 5 điều đạo đức đó. Các cái chi phần để cấu tạo nên tội sát sanh nó bao gồm như thế nào? Các cái chi phần cấu tạo nên nói dối nó bao gồm những chi phần nào? Các cái cơ chi phần mà cấu tạo nên cái việc mà mình phạm cái giới tà dâm nó bao gồm những chi phần nào? Thì Phật tử là Phật tử quy y và giữ giới thì cô khuyến khích là căn bản phải hiểu rõ được 5 điều đạo đức tại gia, bao gồm những cái chi phần nào cấu thành, và khi mình vi phạm cái gì thì mình có bị mất giới không, hay bị mẻ cái giới thôi, hay mình hoàn toàn là phạm giới luôn. Cái điều này là phải nghe lại ba cái bài pháp thoại đó để mình có một cái quyết nghi. Hai nữa là đạo hữu nghe thêm cái bài đó là chánh mạng, sư cô đã dạy đó là những cái nghề nghiệp nuôi sống chân chính mà Đức Phật khuyến khích người Phật tử nên làm, và những cái nghề mà nuôi sống không chân chính Đức Phật khuyên người Phật tử không nên làm. Cái này cô giảng rất rất nhiều và dính đến những câu hỏi này gần như là trọn vẹn luôn, cho nên mình nghe lại cái bài chánh mạng này ha. Ở đây vì đạo hữu đã gửi lại cái câu hỏi rồi thì sư cô trả lời
ngắn gọn. Đối với các cái chi phần thì mình có sao à, tự giết, sai người giết, hoan hỷ khi thấy người giết. Chi phần là bao gồm là mình khởi ý cố tình giết cái chúng sinh đó là hữu tình, rồi mình có cái hành vi giết cái chúng sanh đó là hữu tình, chúng sanh hữu tình đó chết vì cái hành vi cố ý của mình giết, vân vân, thì cái đó mới cấu thành cái tội sát sanh. Dĩ nhiên là tùy cái mức độ khác nhau mà cái nhân quả nó khác nhau, cố sát hay là ngộ sát dĩ nhiên là đều đưa đến cái kết quả là giết người. Nhưng mà nếu theo luật xử thì nó đều có các cái khung hình phạt khác nhau. Tương tự như vậy ở chúng ta tùy theo cái mức độ nhận thức, cái động cơ hành vi mà phạm tội mà nó có cái nhân quả khác nhau, cho nên không thể nói cái nhân quả nó đi về đâu được. Nhân quả là một cái phạm trù mà Đức Phật nói trong bốn phạm trù mà phàm phu không nên bàn luận đến, tại vì trí của phàm phu không thể nào hiểu hết được, cho nên đừng có hỏi những cái câu mà thuộc về nhân quả nó đi về đâu, sư cô sẽ tuyệt đối không bao giờ phán bừa được cái chỗ này ha. Quý vị nghe nhiều cái bài kinh Đức Phật dạy thì mình sẽ có cái nhìn chánh kiến cho cái vấn đề của chính mình. Dĩ nhiên mình gieo cái nhân gián tiếp hoặc trực tiếp giết hại thì ít nhiều gì mình cũng sẽ có cái quả báo tương xứng, chứ không thể nói là mình không có được, không có bị hoàn toàn, không có ảnh hưởng quả báo xấu là không có. Dĩ nhiên Đức Phật dạy những cái nghề nghiệp nên tránh, những cái hành vi nên tránh, để chi? Để mình tránh và để không bị quả báo xấu, chứ không phải để mình tránh là để cho Phật vui, không có. Mà tránh để cho tránh cho chính bản thân mình. Đạo hữu đã nói thêm đây là cái nghề nghiệp chính để mà nuôi sống nguồn thu nhập, chính để nuôi sống gia đình, không thể từ bỏ được, thì biết rõ ràng là mình không từ bỏ được cái nghề nghiệp mà có cái yếu tố không lành. Ở đây nuôi sống gia đình thì cô cũng nói rất là nhiều lần rồi đó, quý hòa thượng cũng giảng cái câu này rất là nhiều, là chúng ta khởi phát cái niệm, cái nguyện cầu rằng mong cho con có đủ thiện duyên để con có thể chuyển hóa cái nghiệp nuôi sống con và gia đình sao cho nó lành thiện, không làm tổn hại đến tất cả các loài chúng sanh khác. Thì từ từ với cái tâm niệm lành thiện đó, với cái tâm cái cầu nguyện đó, và mình cũng tích cực tìm cái hướng mà chuyển hướng kinh doanh của gia đình, thì khi mà nhân duyên hội ngộ đủ, phước báu mình nó tràn, thì mình có rất là nhiều lựa chọn để mình có thể nuôi sống gia đình mà không phải dính đến những cái nghề nghiệp mà có yếu tố sát sanh ở trong này, để cho mình thoải mái bình an hơn. Ở đây cô cũng giảng cái này rất là nhiều lần luôn. Thứ nhất là bản thân mình tự nỗ lực, tự quyết tâm, có thể thu nhập của mình nó giảm đi một chút nhưng mà không sao, mình có thể chuyển nghề được, là lành thiện nó an, thì phước, cái phần công đức nó tăng. Hai nữa là cái tiền mà mình làm ra từ cái nghề nghiệp mà đang không có hoàn toàn lành thiện như vậy thì mình không có đem đi xài hoang phí, không có cờ bạc, rượu chè, ma túy gì cả, mà mình xài rất là chính đáng, nuôi sống bản thân và gia đình, phần còn lại làm phước thiện, như là chia bốn phần như Đức Phật đã dạy đó, thì cái phước của mình tăng lên dần dần, mình đủ phước là mình có rất là nhiều cái lựa chọn để chuyển nghề ha, thêm cái phần phát nguyện của mình thì mình giảm thiểu các cái nghiệp xấu ác đó. Còn cái việc mà phóng sanh sám hối thì nó có cái yếu tố tâm lý hiện tại, tại vì quan trọng là cái nhân gốc là mình không có chuyển được, thì cái việc mà phóng sanh hay sám hối chỉ có cái yếu tố tâm lý và tăng thêm cái thiện duyên chút xíu thôi, chứ còn căn bản của cái việc sám hối là thấy sai là không bao giờ làm lại chứ mình sám hối hoài mình vẫn tiếp tục không có bỏ nghề, mình vẫn tiếp tục là khuếch trương kinh doanh thì cũng vậy thôi. Cho nên tốt nhất là mình phát nguyện như sư cô vừa nói, và mình dùng cái tiền đó hết sức là hợp lý để cho cái căn lành mình nó tăng trưởng, đầy đủ nhân duyên, mình có thể chuyển được cái nghiệp lành cho mình và cho cả gia đình ha. Kính chúc Phật tử luôn an lành. Rồi câu hỏi tiếp theo. Kính thưa sư cô, trước tiên con kính chúc sư cô sức khỏe và trường thọ ạ. Con vừa trải qua một cú sốc cách rất lớn là mất con gái cách đây 3 tuần. Con gái con 23 tuổi, cháu đã tự tử sau một thời gian mắc chứng trầm cảm sư cô ạ. Con đã đưa cháu đi một vài nhà tâm lý, hai mẹ con cũng quy y cách đây 1 năm, nhưng sau thời gian điều trị tâm lý chưa thấy hiệu quả nên thôi không theo nữa. Rồi cháu cũng đọc sách về Phật Pháp nhiều nhưng không chịu hành trì. Giờ đây con rất ân hận và dày vò vì đã không cương quyết và kiên nhẫn hơn với việc điều trị cho con. Đã chần chừ cho con uống thuốc Tây vì sợ tác dụng phụ. Con có cảm giác như bị bịt mắt, đã không nhìn thấy được hậu quả rất xấu sẽ xảy ra. Đã có lúc con lo sợ nhưng vẫn không cho con uống thuốc. Con gái con đã khó nuôi từ nhỏ vì hầu như không có bạn bè, giao tiếp xã hội hạn chế, nhưng đầu óc thì vẫn tương đối thông minh, hầu như nhận ra được những khó khăn của bản thân. Nhưng con đi làm gì cũng thất bại nên ngày càng sa sút tinh thần. Mấy tháng trước khi mất, con gái con bảo chỉ làm thiện nguyện, dạy tiếng Anh cho trẻ em mù và dịch cho các dự án xã hội. Con rất ủng hộ và mong con gái tìm được niềm vui ở đó, mà cuối cùng vẫn khổ quá. Sư cô ơi, giờ đây con dằn vặt rất nhiều vì con cũng là bác sĩ mà đã chậm trễ, tất cả lỗi ở con.
Giờ con phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này đây? Con vẫn hành trì tụng kinh tụng chú hàng ngày mà nhiều lúc tâm trạng con vẫn rất tệ vì ân hận dày vò và thương xót con gái. Con mong nhận được lời khuyên từ sư cô, kính xin cảm ơn sư cô nhiều lắm. Nghe thương mà không biết phải khuyên như nào luôn, rất là chia sẻ sâu sắc với đạo hữu. Tại vì sư cô cũng có tâm sự rất là nhiều lần, là nhà sư cô cũng có một người thân qua đời, chị gái ruột của sư cô là cũng là sư cô mà bị mất khi tuổi đời còn rất trẻ, và chị gái của sư cô là người tài hoa nhất trong nhà, học giỏi nhất trong nhà, lễ độ dễ thương mà cái kiểu như tinh hoa phát tiết ra ngoài luôn. Cho nên sư cô không bao giờ nghĩ một người hiền lành, tài hoa, dễ thương, dễ mến như vậy mà lại có thể ra đi ở cái tuổi đời rất rất trẻ như thế luôn. Đó là một cái cú sốc đầu tiên cho sư cô nhận thấy vô thường. Cái chết có thể đến với bất kỳ ai, chứ không phải là như là mình đi đám ở người xung quanh, mà nó có thể đến với chính gia đình mình, chính người thân mình, chính những người thương yêu và sống hiền lành nhất trên cõi đời này. Sư cô chia sẻ rất là nhiều đó, đầu bạc mà khóc đầu xanh thì nó cái nỗi đau nó lớn, lớn kinh khủng lắm. Sau khi chị của gái của sư cô mất, đó là sư cô qua đời đó, thì mẹ sư cô gần như sống trong địa ngục suốt 3 năm trời, nhà không hề có một cái tiếng cười luôn. Không thể nào vực dậy tinh thần của ba và mẹ. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái trạng thái tâm lý khổ đau đó nó cũng là vô thường, cho nên chắc chắn rồi nó cũng sẽ qua đi thôi. Cái nỗi đau của mẹ sư cô cả chục năm trước, khi mà mất người thân, mất con, đứa con gái mình thương yêu nhất, cái người sư cô mình trân trọng nhất đó, bây giờ nó cũng đã vơi rất nhiều rồi. Bằng chứng là mẹ cô vẫn sống hàng ngày tụng kinh vui vẻ, hoan hỷ với tất cả mọi điều xung quanh, hoan hỷ với pháp tu mà bà có. Vậy thì sư cô chia sẻ một câu này, tuy là nó chưa có nói ngay lúc này thì đạo hữu sẽ không có thấm được, nhưng mà nó là chân lý, cho nên đạo hữu hãy nhìn thẳng vào cái vấn đề là mọi cái trạng thái tâm lý của mình, khổ đau hay sung sướng, đều là vô thường thì nó sẽ qua đi. Nỗi đau mất con ngày hôm nay của mình nó sẽ rất lớn lao, nó sẽ rất khổ sở, nhưng mà chắc chắn nó sẽ vơi đi. Vậy thì bây giờ 3 năm sau nó sẽ vơi đi, hoặc 10 năm sau nó sẽ vơi đi, mình sẽ sống tốt hơn, đúng không? Vậy thì bây giờ nếu mình là người có trí thì mình sẽ quyết định là ngay lúc này mình sẽ chọn cho mình một cái tâm lý lạc quan hơn, vui tươi hơn để mình sống. Vì sao? Vì con mình nó là cuộc đời của con mình, nhưng cuộc đời của mình cũng là cuộc đời của mình, và mình cũng cần phải trân quý từng giây phút mình còn lại ở trên cõi đời này. Mình sống cho nó trọn vẹn từng ngày, mình sống cho không uổng phí cuộc đời của mình, để mà mình còn chút cái tư lương cho cái đời sau kiếp khác của mình, để cho mỗi cái hành vi quyết định của mình từ đây cho tới cuối đời nó là cái sự quyết định có từ cái chánh kiến và tuệ giác, nó bớt những cái sai lầm và nông nổi. Thì cho nên chính đạo hữu phải là người xốc vác mình ngay lúc này. Như mẹ cô, cái nỗi đau cái ngày mà chị cô mất, mẹ gần như chỉ muốn chết theo thôi, hoặc mẹ muốn chết luôn đi, nhưng mà cho tới bây giờ mẹ đã đỡ đi rất nhiều rồi. Vậy thì nếu như ngay lúc đó, hoặc 3 năm trước đi, hoặc 4 năm trước mẹ sư cô đỡ hơn chút xíu, thì có phải là gia đình có nhiều thêm niềm vui, mẹ có nhiều thêm những ngày công phu tử tế không? Cho nên đối với cái nỗi đau mà mình biết chắc rằng 3 năm, 10 năm, 20 năm sau nó sẽ vơi đi, thì mình chọn ngay cái tâm lý tích cực ngay từ bây giờ, chứ đừng để cái thời gian nó kéo dài vô ích nữa ha. Thứ nhất, tại vì gia đình nào mất mát người thân cũng rất là đau đớn, cái tổn thương tâm lý nó rất là bình thường. Cho nên mình cần phải quán rõ cái vô thường, cái lý vô thường và cái nhân duyên. Ở đây sư cô khuyến khích đạo hữu nghe thêm một cái bài pháp thoại là Vô Thường và Khổ Đau. Đây là cái bài pháp thoại mà phải nói là sư cô rút ruột ra để mà nói, tại vì chính rất nhiều người nghe pháp thoại của cô rồi vẫn nói là không giải quyết được cái vấn đề của mình. Vậy thì đây là cái bài pháp thoại mà phải nói là chia sẻ tận đáy lòng nhất đối với những người mà không thể chuyển hóa được cái nỗi khổ niềm đau của mình. Thì nghe lại cái bài này ha, Vô Thường và Khổ Đau nha. Chính bản thân mình cần phải hết sức bình tĩnh và chánh niệm trong từng giây phút mình đang sống ở đây. Tại vì mình biết rằng mạng người rất là quan trọng, thân người rất là quan trọng. Mình đã bước tới cái tuổi 60, tức là hết một vòng của cuộc đời rồi. Cái phần còn lại là cái phần khuyến mãi cho thêm thôi. Không biết mình sống được mấy ngày và bao lâu nữa. Thì mỗi một thời khắc mình có mặt trên cái kiếp
đời này không phải để tiếc thương con gái, không phải để hối hận về những hành vi vừa qua, là mình sẽ không cho con uống thuốc sớm hơn, vân vân. Mình đừng có quay cái bánh xe thời gian về quá khứ để cứa thêm những nỗi đau trong tim mình nữa. Những điều này hoàn toàn không có ích đối với mình lúc này, tại vì con mình nó không bao giờ sống lại được, không có quay lại, không có nếu như. Cho nên mình nhìn thẳng hiện tại và mình sống thật là chánh niệm ở hiện tại, thì mình sẽ có cái chất liệu bình an hạnh phúc. Và đây chính là cái chất liệu đưa đến những cái quyết định sáng suốt cho mình và những cái cuộc sống bình an hạnh phúc hơn trong đời sau và kiếp khác nữa ha. Nếu như mà mình chưa có đủ cái năng lực để mà chuyển hóa ngay lập tức, thì mình có thể tham gia vào các cái nhóm tu tập của các đạo tràng. Ở nhà mình tụng kinh hoài thì mình nhớ con, nhìn cảnh nhớ người, thì mình có thể lên chùa công phu cùng với các bạn đạo, đi thiện nguyện, đi làm những cái việc mà lao động tay chân luôn, đi khám chữa bệnh cho mọi người, xem tất cả mọi nữ nhân trên đời là con mình, xem tất cả mọi nam nhân trên đời cũng là con mình, là cha mẹ mình. Mình đem cái năng lực của mình, đạo hữu là bác sĩ cho nên cứu giúp được rất là nhiều người, mình chữa trị được cho rất là nhiều người, mình đem cái tài năng của mình, đem cái kiến thức của mình giúp cho đời bớt những nỗi khổ niềm đau, giúp cho người ta bớt bệnh bớt tật. Vậy là mình sẽ sống từng ngày qua nó rất là có ý nghĩa ha, chứ hơn là mình cứ quái nhìn lại. Còn rất là mong là đạo hữu sớm tìm được cái sự an lành của mình, chế tác được cái sự bình an nội tâm của mình. Sẵn cái câu hỏi này thì sư cô xin gửi một cái thông điệp đến quý vị. Quý vị nghe lại cái bài trầm cảm bế tắc tự tử của sư cô đã nói cách để mà vượt qua cái bế tắc, và nghe cái bài về trầm cảm sư cô đã giảng cái bài này rồi. Không có coi thường cái bệnh trầm cảm tự kỷ được, rất là quan trọng ha. Cần mỗi giai đoạn cần có cái sự hỗ trợ rất là cần thiết từ người thân, kể cả là dùng thuốc và những cái phương pháp để mà chuyển hóa cái tâm lý này một cách triệt để và trọn vẹn, chứ đừng để đến khi mà người thân qua đời rồi thì mình nuối tiếc nha. Rồi cô trả lời câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư cô, con ở Việt Nam. Năm nay con 40 tuổi, con cũng có những nỗi buồn trong cuộc sống. Trải qua những nỗi buồn đó, con mới nhận ra chân lý Phật Pháp. Ở gần nơi con có một ngôi chùa nhỏ, hàng đêm con về tụng kinh, nhưng trong một đạo tràng, ba chấm, không giống như những đạo tràng nơi khác, ba chấm, con không tìm thấy sự an lạc, ba chấm, con đọc kinh ở nhà, con tịnh tâm hơn, con nghĩ về lời dạy của Phật nhiều hơn. Ở chùa tụng kinh Pháp Hoa ạ, ở nhà con cũng tụng kinh đó. Vậy sư cô cho con hỏi, con không tụng kinh ở chùa mà tụng kinh ở nhà có phạm lỗi bỏ chùa không sư cô? Thật sự con rất muốn về chùa tụng kinh nhưng con chẳng biết hỏi ai, nay tâm sự với sư cô. Trên đường tu thật khó chứ không dễ dàng ạ. Ôi sao mà bế tắc dữ vậy, đâu có chuyện gì lớn lao lắm đâu. Đức Phật dạy sao, cái chỗ nào mà có pháp mà không có, Đức Phật dạy cái chỗ nào mà vừa không có vật thực, vừa không có không có pháp, thì chỗ đó người ta mời ở lại cũng không ở, phải lập tức ra đi. Tại vì ở đó đã vừa không có cái pháp gì để tu mà còn không có cái gì để ăn thì sẽ chết. Cái chỗ thứ hai là chỗ đó có đồ ăn nhưng mà không có pháp tu thì cũng nên rời đi, dù người ta có mời mọc mình cỡ nào, tại vì chỉ ăn cho no rồi trưởng dưỡng tâm tham sân si thêm lớn, chứ không có pháp tu cũng không được. Cái chỗ thứ ba là có pháp tu nhưng lại không có đồ ăn thì cũng ráng mà ở, ráng thôi chứ không nên ở, là tại vì có cái pháp thì ráng học pháp xong rồi đi nơi khác mà tu. Cái chỗ thứ tư là chỗ vừa có pháp mà vừa có đồ thức ăn thì chỗ đó người ta đuổi cũng không đi, phải ở lại để mà tu, tại vì có pháp mà tu, có vật thực nuôi dưỡng cái thân của mình để tu, vậy chỗ đó ta có đuổi cũng không đi, ráng ở lại tu. Ngoài ra Đức Phật dạy những cái yếu tố để ảnh hưởng đến đời tu của mình rất nhiều, thứ như là môi trường nè, môi trường đó có bạn đạo thanh tịnh không, có những bậc đồng tu giới hạnh không, nếu có thì rất là tốt. Thứ hai, môi trường rồi tới bạn đồng tu tử tế, thầy bạn rất tử tế thì sẽ hỗ trợ cho mình rất lớn. Thứ ba đó là gì ạ? Là vật thực, tức là cái món ăn của mình có đồ ăn rồi mà đồ ăn đó có thích hợp với cái việc tu tập hay không, hay đồ ăn đó nó không thích hợp với cơ thể của mình, cơ thể vật lý mà suy nhược thì tinh thần cũng không thể tráng kiện khỏe mạnh được. Vậy thì áp dụng những cái yếu tố của Đức Phật đã dạy vào trong cái hoàn cảnh của mình. Nếu mình thấy đạo tràng đó không trang nghiêm thanh tịnh, thầy bạn làm cho mình phiền não chứ không tinh tấn tu tập, thì mình có thể đi tìm một cái ngôi chùa khác, một cái người bạn thầy khác để mà mình tu tập, chứ đâu có gì bế tắc đâu. Còn nếu như trong nhà mình, cái vùng mình ở ngoài cái chùa đó ra không còn cái chùa nào nữa khác hết trơn á, đi xa quá đi không có nổi, vậy thì đi không nổi mỗi ngày thì mỗi tháng đi một lần, mỗi tuần đi một lần cũng được. Vậy còn thời gian còn lại mình ở nhà mình tụng kinh, mình tụng kinh, nhưng mà quan trọng không có phải là tụng kinh ở nhà hay tụng kinh trong chùa chỗ nào linh hơn, mà quan trọng là tụng kinh để nghe hiểu lời Phật dạy và ứng dụng và chuyển hóa, hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái việc mà tụng kinh ở nhà hay tụng kinh trên chùa
nó quan trọng cái cốt lõi là không phải cái vị trí tụng kinh mà là có nghe, hiểu và chịu ứng dụng hành trì hay không. Cái giá trị nó nằm ở chỗ này rất là lớn. Nếu như mình tụng cụng kinh ở nhà mà mình vẫn nghe, hiểu được lời kinh Phật, mình vẫn ứng dụng hành trì một cách tinh tấn không lui thì chuyện đó nó không có gì ảnh hưởng hết. Quan trọng là đạo hữu phải giữ cái tâm bất thoái về Tam Bảo, niềm tin bất thoái về Tam Bảo, kính tin Tam Bảo tuyệt đối, không có hủy bán Phật, không hủy bán Pháp, không hủy bán Tăng, thì như vậy mới được. Cô đã nói rất nhiều lần, có thể một cái cá nhân thầy nào đó, sư cô nào đó không giữ tròn giới hạnh, không gây tín tâm cho Phật tử, nhưng mà tăng đoàn của Đức Phật là luôn hòa hợp và thanh tịnh. Nghĩa là vị nào đó mía sâu thì có đốt, nhà dột thì có nơi thôi. Vị nào không có giữ tròn giới pháp, làm thoái tâm bồ đề của quý Phật tử thì vị đó có nhân quả riêng của vị đó. Nhưng tăng đoàn của Đức Phật luôn hòa hợp và thanh tịnh, giáo pháp của Đức Phật luôn có cái công năng chuyển hóa giúp người từ phiền não ra tới giác ngộ, và Đức Phật là bậc thầy tối thượng trong loài người. Cho nên chúng ta ở đâu, ở vị trí nào, giữ cái niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo ha, tinh tấn tu học hành trì và chuyển hóa thì không có vấn đề gì hết. Chứ còn mình mà không ưa cái đạo tràng đó, xong rồi mình quy chụp, mình nói xấu hết tất cả tăng ni, rồi đó là mình phạm tội là hủy bán Tam Bảo, bỏ chùa đó. Còn nếu mà mình chỉ tránh xa cái hội chúng ồn náo để mình tìm cái nơi thích hợp tu tập thì không có lỗi gì hết ha. Rồi, câu tiếp theo. Cô ơi, cho con hỏi một câu. Nhà con hàng năm thường dành ra một ngày để cúng đám cầu cho ba con khỏe mạnh mà sát sanh rất nhiều con vật để cúng ạ. Con nghĩ muốn khỏe mạnh phải cúng dường, làm việc thiện, tu tập chuyển hóa ạ. Xin cô trả lời giúp con ạ. Xin tri ân công đức của cô. Con cảm ơn sư cô rất nhiều ạ. Ôi, cái việc mà sát sanh hại mạng rất nhiều để cầu bình an cho mình là một việc làm phi nhân quả. Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều. Trong cái buổi Đức Phật vua gặp vua Bimbisara, vua Tần Bà Sa La, khi mà Đức vua Tần Bà Sa La có một giấc mộng không lành và ông đã giết 500 đồng nam, 500 đồng nữ, voi, ngựa, già, dê gì. Ông lùa hết để ông hiến máu tươi cho thần linh để cầu bình an cho mình. Đức Phật đã ngăn cản ngay cái việc này, là vua phải dừng lại ngay, không thể nào lấy cái sinh mạng khác để tô bồi cho cái sự bình an của mình. Mình sợ chết, mình sợ đau ốm mà mình đem đi sát sanh hại mạng hàng loạt như vậy để cầu bình an cho mình có hợp lý không? Không có cái thần linh nào mà nhận cái của mà máu me tanh tưởi như vậy hết. Cái bậc mà nhận những cái của máu me tanh tưởi từ cái máu người cho tới máu động vật như vậy thì bậc đó cũng không có cái đạo lực, đạo đức để mà giúp cho mình bình an được đâu. Cho nên cái việc mà sát sanh hại mạng để cúng đám cầu an là việc này sai trái ha. Nếu trong gia đình mình có uy tín, có tiếng nói thì mình phải khuyên gia đình bớt sát sanh, mà phải phóng sanh mới cầu an được. Phải cúng dường, trai tăng, lập đàn. Trong bữa cô dạy cái bài mà cô có giảng một cái bài mà các cái cách để tiêu tai diên thọ, tức là làm sao để mình có thể giải trừ tai nạn nghiệp chướng và mình tăng cái tuổi thọ của mình lên. Trong kinh Hán Tạng và kinh Pali, Đức Phật đã dạy rất nhiều cái phương pháp này, và cô giảng hẳn một pháp thoại. Giờ muốn ba mình bình an, khỏe mạnh, sống lâu, trường thọ thì nghe lại cái pháp thoại đó, các cái cách mà Đức Phật dạy cho người Phật tử cần làm gì để mà tiêu tai duyên thọ nha, chứ không phải là sát sanh hại mạng. Phật tử chịu khó nghe lại cái pháp thoại đó giúp sư cô nha. Rồi mình trả lời cái câu hỏi cuối cùng rồi mình nghỉ nha. Rồi dài quá rồi đó, pháp thoại dài quá là bị không ai thèm nghe đó. Cô trả lời câu hỏi cuối cùng nha. Hằng ngày con đều ăn chay, lại niệm Phật. Sau khi con đọc chú vãng sanh xong, con đọc thêm hai câu nữa là án nga nga nẵng tam bà phạ việt nhật ra hồng và câu nam mô phổ cúng dường bồ tát. Con đọc thêm hai câu trên ngụ ý con muốn đem công đức lạy niệm Phật trên cúng dường mười phương chư Phật và chư Bồ Tát cùng khắp cả chúng sanh cõi hữu hình và vô hình. Con hiểu như vậy có đúng không? Kính bạch sư cô hoan hỷ chỉ dạy cho con ạ. Cái này không biết Phật tử ở miền Nam hay miền Bắc tụng theo cái nghi nào, nhưng mà ăn chay niệm Phật lạy Phật bản thân nó đã có công đức rồi, thì cái việc làm mà mình làm có công đức đó, chủ yếu cái việc ăn chay niệm Phật lạy Phật là chi? Để nhìn lại mình, để sửa mình, để thanh lọc thân tâm mình cho ba nghiệp thanh tịnh hơn. Thì khi mà mình làm các cái công đức cho ba nghiệp thanh tịnh hơn, mình có cái công đức đó rồi, thì mình đem cái công đức của mình hồi hướng cho gia đình và chúng sanh là được rồi. Còn cái câu mà phổ cúng dường là dành cho cúng dường vật thực hương hoa, cúng dường trong cái lúc mà mình cúng quá đường đó, thường là hay khi cúng cúng Phật, cúng ngọ, cúng cơm cho Phật là mình đọc cái câu này ha.
Tóm lại cái bản thân việc mình làm mà có công đức rồi thì mình chỉ cần hồi hướng cái công đức là được, chứ không có cần phải đọc thêm thần chú hay cái gì hay không thần chú. Không có thần chú đi chăng nữa mà mình hết lòng hồi hướng á, thì nó vẫn là có cái công đức và hồi hướng được. Còn cái phần mà phước mà người ta nhận được bao nhiêu thì tùy vào cái phước, cái duyên của mình với cái chúng hữu tình đó, cũng như cái duyên, cái phước của cái người đó. Cho nên là không phải mình hồi hướng bao nhiêu thì người ta cũng nhận hết bấy nhiêu. Quan trọng là mình có cái lòng hồi hướng là được ha.